Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Ok, thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký tham gia phiên bản Club Beta của Tốc Chiến. Và chỉ còn một ngày nữa thôi thì Tốc Chiến sẽ cho ra mắt phiên bản Club Beta tiếp theo trong đợt này. Và như các bạn biết, trong đợt này thì Tốc Chiến Riot Games đã cho phát hành tại hai khu vực, đó chính là Hàn Quốc và Nhật Bản. Và điều này thì Riot Games mới thông báo với sáng nay thôi, cho nên ngày hôm nay chính là ngày mùng 7 tháng 10 rồi anh em ạ. Và mùng 8 tháng 10 là Riot Games sẽ phát hành phiên bản Club Beta, cho nên việc đăng ký sớm để trải nghiệm là điều đương nhiên. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nào mà chưa biết cách đăng ký và cũng như có thể nhận thư mời tham gia trải nghiệm phiên bản của Tốc Chiến thì các bạn hãy nhớ đón xem. Ok, thì như các bạn có thể thấy đây, mình đang ở trang chủ của Tốc Chiến đây. Đó, thì đây là một giao diện mới của Tốc Chiến và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký. Đầu tiên, các bạn nhớ là phải chuẩn bị cho mình một ứng dụng Fake IP. Điều này thì đương nhiên rồi, tại vì ứng dụng Fake IP đây, mình sẽ để dưới phần mô tả của video này, thì khá là quen thuộc rồi, Kiwi VPN. Tại vì phần mềm này nó có cả trên Android và nó có hai quốc gia mà chúng ta có thể Fake IP, đó chính là Hàn Quốc và Nhật Bản. Ok, ở đây các bạn có thể nhìn thấy đây, chính là Hàn Quốc và Nhật Bản. Các bạn có thể nhấp vào sau đó Fake IP cho mình. Ok, ở đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn luôn. Đó, sau khi mà các bạn kết nối thành công thì các bạn nhớ thoát out ra cho mình. Rồi, ở đây thì các bạn nhớ là vào bên trang chủ cho mình. Sau đó các bạn chọn quốc gia cho mình nhé. Ở đây các bạn chọn Hàn Quốc cho mình này. Ở đây mình xem cho các bạn này. Ok, ở đây mình đang fake IP sang Hàn Quốc, cho nên mình sẽ tiến hành cho các bạn cách đăng ký sang Hàn Quốc. Còn Nhật Bản thì các bạn cứ làm tương tự. Thì hàng đầu tiên chính là đăng ký cho Android. Đấy, các bạn về đây. Còn iOS các bạn có thể đăng ký phần dưới này. Các bạn có thể dùng dịch ra nhé, khá là dễ thôi. Ở đây các bạn nhớ là phải chọn lại tài khoản khác cho mình. Như các bạn có thể thấy đây, mình có cả chục hacker. Đó, mình trưa nay mình mới đăng ký xong rồi, mình làm video hướng dẫn cho các bạn thôi. Ok, sau đó cho các bạn tìm kiếm Drive. Android thì đăng ký dễ rồi các bạn. Mình sẽ hủy đăng ký và đăng ký lại cho các bạn xem này. Đây, ở đây các bạn chọn nhận tất cả thông báo cho mình. Sau đó các bạn nhấp vào cài đặt khi trò chơi ra mắt. Thì khi mà các bạn được chọn thì nó sẽ thông báo cho các bạn thôi. Ok, và đăng ký với iOS thì khá là khó một chút, tại vì nó không đăng ký với cửa hàng Play, cho nên là mình sẽ dịch ra tiếng Việt cho các bạn làm. Thì đầu tiên các bạn nhấp vào chữ đăng tạo tài khoản cho mình. Ở đây mình, khi mà các bạn nhấp vào tạo tài khoản thì nó sẽ hiện ra giao diện như này. Mình sẽ dịch cho các bạn xem để các bạn có thể dễ hiểu. Ở đây các bạn chọn hết cho mình, sau đó các bạn chỉ cần xác minh tôi không phải người máy. Ok, rồi, khá là đơn giản. Đó, các bạn chỉ cần xác minh danh tính này. Ở đây các bạn chọn loại trên này cùng cho mình. Ok, mình đi độn rồi anh em ạ, chắc phải thoát lại thôi. Các bạn chọn bên dưới. Rồi, ok, thì sau vài lần trải nghiệm và thử nghiệm thì mình rút ra một kinh nghiệm, đó chính là phía Hàn Quốc nó xác minh danh tính, các bạn phải xác minh bằng số điện thoại của bên nó. Tức là các bạn phải có số điện thoại nhà mạng bên Hàn Quốc thì các bạn mới có thể xác minh được. Ok, thì iOS vẫn chưa thể đăng ký được nhé, và các bạn có thể tìm cách khác. Còn đối với Android thì các bạn có thể đăng ký dễ dàng rồi. Các bạn chỉ cần việc fake IP, sau đó xóa dữ liệu và đổi tài khoản. Các bạn có thể tạo chụp ác cho mình để có thể có cơ hội trải nghiệm phiên bản sớm Tốc Chiến. Và cũng như là trong ngày mai các bạn sẽ được test. Đối với bạn nào mà chưa được test cái phiên bản Club Beta trước kia thì mong các bạn cũng sẽ được test trong phiên bản lần này. Thì chúc các bạn sẽ thành công. Ok, thì mình cũng vẫn chưa được test anh em ạ, cho nên mình
cũng mong là lần này cũng sẽ được test. Và video mình đến đây là hết. Nếu các bạn cảm thấy hay cho mình một đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận những video mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.